Chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cành sung mà mình dâm. Đây là cái cành sung mình cắt dâm từ cái cây sung khó ra quả. Mình đã dâm trồng phát triển tốt. Nhưng với cái cây này thì người ta nói là khó ra quả cho nên mình tổ chức ghép. Và đây là cái kết quả ghép áp các bạn. Kết quả ghép áp. Bây giờ các em đã kết quả ghép áp đã thành công. Mình đã cắt. Và các em đã sống khỏe. Đang phát triển rất tốt. Đây là những cái mầm xung quanh mình vừa mới vặt bỏ đi. Mình cũng có ý định để thêm một cái mầm này, có thể nay mai mình sẽ ghép nêm trực tiếp vào đây. Còn cái này thì lát nữa mình sẽ cắt bỏ đi. Mình tập trung cho các em phát triển cái này. Thế thì cái ý định của mình là như vậy. Cái đoạn này của em chỉ khoảng 10 phân. Cho nên nay mai các em phát triển lên thì chúng ta chủ yếu là lấy cái phần gốc thôi các bạn. Cái gốc to bằng nắm dao, to hơn nắm dao. Phần cành thừa từ phần ghép áp ra ngoài này thì mình đẻ ở đây, nhưng mà sau khi mình cắt bỏ thì cái phần này nó không còn cái độ nuôi, nó chưa liền được vào cho nên nó bị chết. Còn cái phần ghép áp thì bây giờ các em đã bắt đầu sống và đang phát triển rất là tuyệt vời. Và hôm nữa mình sẽ tháo bỏ cái dây buộc này ra để cho em phát triển tự do. Đấy. Thế thì ở cái phương pháp này thì báo cáo các bạn là mình cũng chỉ mong muốn chia sẻ với các bạn là nó tỷ lệ thành công thì gần như là 100%, nhưng có điều kiện là với cái quá trình để cho hai cái phần thân này nó liền nhau để cái cành ghép chúng ta sống được thì nó mất thời gian lâu hơn các bạn ạ. Chính vì vậy mà cái phương pháp này thì sẽ mất thời gian, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp ghép nêm. Đấy, nên thì nó sẽ nhanh hơn. Chỉ khoảng từ 10 đến 20 ngày thì chúng ta có một cái cây ghép từ cành nêm. Thì bây giờ nó đang nắng, mình chưa muốn ghép. Nay mai nó mát trời thì mình sẽ ghép, chứ trời nắng thì các bạn ghép thì các bạn phải để vào chỗ mát. Nếu mà các bạn để vào chỗ nắng thì cái cành ghép chúng ta sẽ bị nỏ và chết, không phát triển được các bạn ạ. Đây những cái điểm mà lưu ý khi các bạn ghép. Hoặc là các bạn có một cái cây nhỏ nào đó thì các bạn trồng sát vào đây và các bạn kết hợp ép vào đây luôn, để sau này nó liền lại thì kết hợp giữa cây nhỏ và cây to nó liền nhau thì các bạn cũng có một cái cây sung, và từ cái cây sung này nó là khó cho quả hoặc không cho quả thì sau này các bạn vẫn cứ có một cái sung bonsai mini siêu quả các bạn ạ. Với cái gốc to thì sau này chúng ta có bệ sẽ đẹp hơn.
Sau đây mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cây để ghép cho cái cây này. Thì mình đã cắt ra và cây em đang cho quả rất đẹp các bạn ạ. Mời các bạn tham khảo với mình. Và đây là cái cây gốc ghép các bạn. Cây sung siêu quả. Cái này thì báo cáo các bạn là từ cành xiết, từ cây sung siêu quả các bạn. Hiện nay em đang cho quả đây. Rất sai và rất đẹp. Tuy rằng nắng thì nó cũng hiện tượng là cháy quả các bạn. Đây là cái cành mình đã ghép. Mình ghép và bây giờ mình đã cắt bỏ. Là phần gốc như thế này. Thì báo cáo các bạn là với cây này thì trước mắt là mình để cho các em tiếp tục phát triển. Sau đó thì có thể là mình sẽ uốn cái phần còn lại này. Nếu như mình lấy phần này thì mình sẽ uốn ngược lại để tạo cái thân cây mềm mại hơn. Còn nếu như lấy cái phần này thì báo cáo các bạn là mình cũng lại phải một là cắt bỏ thấp xuống, hai là mình sẽ uốn cái toàn bộ phần này xuống. Thì trước mắt thì báo cáo các bạn cũng đang mùa nóng, cũng như là đang cái cây đang cho quả, cho nên mình tạm thời cứ tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ để cho cây tiếp tục phát triển. Sau này thì quá trình tạo tác thì dần dần mình sẽ cập nhật cùng các bạn. Đây là những cây sung con các bạn. Cây sung con. Đây. Nếu chúng ta sẽ uốn để tạo một cái cung như thế này. Thì sau này chúng ta sẽ có một cái cây sung sẽ mềm hơn. Và lấy toàn bộ những cái mắt từ đầu ngón tay của mình đây, chỉ làm dựng lên làm ngọn các bạn. Còn cái cành này đã, khi mà ta đã dùng cái cành này uốn nắn vào đây về để tạo cây thì cái cành này chúng ta sẽ bỏ. Mà cành này bỏ thì báo cáo các bạn này, những cái dâu quả thì các bạn thật sự là rất là tiếc. Đấy. Chính vì vậy là có thể sau này nếu gì đó thì ta sẽ cắt ta gần khu vực này, cái phần dâu quả ta để lại. Đấy. Thì phần trên này, một là chúng ta có thể cắt dâm hoặc chúng ta tổ chức chiết để nhân giống tạo thành một cái cây mới cho nó đỡ lãng phí cái phần cái cây sung siêu quả này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đi lấy dây. Đấy. Dây mình gốm mình cố định tạm thời cái này để tạo một cái cung ban đầu. Đấy. Sau này mình sẽ tiếp tục tạo tác thêm. Đấy. Và đây thì mình tạm thời mình sẽ buộc như thế này. Đấy. Tạo dựng cho các em có một cái cung mềm mềm. Sau này chúng ta sẽ dựng ngọn từ những cái mắt này hoặc những cái phần
cành như thế này chúng ta có dựng lên, nó có các bạn như vậy. Còn trước mắt thì ta cứ tạo một cái cung mềm ở đây đã. Bên cạnh đó khi mà chúng ta uốn lượn có độ căng như thế này thì cái phần nâng này sẽ bật ra rất là nhiều mầm, và tương lai sau này rau quả sẽ rất là nhiều các bạn ạ. Thì để cho cái cây nó phát triển cái gốc tốt thì cái phần này thì mình cứ tạm thời để một thời gian nữa các bạn. Để cho em phát triển một thời gian nữa thì cái phần này to khỏe thì đương nhiên tốt, gốc nó cũng sẽ to, sẽ to sẽ đẹp. Thì sau này chúng ta có cái cây có cái gốc bệ nó to nó đẹp hơn, phần bên trên này nó sẽ côn hơn. Sau khi chúng ta cắt bỏ đây thì toàn bộ phần này nó sẽ là rất là côn. Đấy. Và đây nó cũng có cái độ lượn nho nhỏ. Đấy, cái như độ lượn này không quan trọng các bạn, không quan trọng mà chúng ta đã lấy độ lượn ở đây rồi. Đấy, đã có cung như này rồi. Thế thì báo cáo các bạn là hôm nay thì mình cũng chủ yếu là cập nhật chia sẻ với các bạn về cái kết quả ghép áp từ cái cây này và sang đến cái cây này thì cũng đã thành công, và các em đang phát sống và phát triển rất là khỏe mạnh, rất là tốt. Tự nhiên bây giờ chúng ta đã có một cái cây gốc to và với cái ngọn của nó là cây sung siêu quả. Sau này từ những cái này mình sẽ uốn nắn xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cây sung siêu quả gốc bệ to. Đấy. Thì cũng không làm mất thời gian của các bạn nhiều, thì mình cũng cập nhật chia sẻ với các bạn như vậy về cái cách để có cái cây sung bonsai mini gốc bệ đẹp, mà cây nào cũng cho quả, không có quả chúng ta cũng thành siêu quả. Đấy. Với các nhà vườn chuyên nghiệp thì mình cũng không muốn nói, vì các nhà vườn là kinh nghiệm rất là nhiều. Đấy. Đấy, nhưng với các bạn mới chơi thì đây là cả một cái vấn đề các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn cũng tham khảo rút kinh nghiệm. Đấy. Để chúng ta ghép áp tạo cho cái cây sung chúng ta trở thành sung siêu quả. Cây sung bonsai mini siêu quả. Cái thứ hai là với cái cây đó có quả rồi mà uốn lượn tạo cái cây mềm mại nôn nực và nó quái hơn, bắt mắt hơn, thì chúng ta nuôi cái cành để tạo gốc to, và những cái cành ta uốn sơ bộ mềm, sau này từ những đường cong này chúng ta tiếp tục cắt giật hoặc là chỉnh chuyển thì chúng ta sẽ có cây sung mềm mại sau này. Thì cũng không làm mất thời gian của bạn nhiều, thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn đam mê sung bonsai và để các bạn mới chơi, các bạn là toại nguyện như ý có những cây sung tuyệt vời, siêu quả đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.